Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình vừa mới chuyển máy xúc của mình đến một cái công trình mới, thì bây giờ mình sẽ quay lại và vừa làm vừa thi công vừa chia sẻ với mọi người nhá. Đó, thì hôm nay thì là hiện tại thì bây giờ là mình đang san đất vào cái mặt bằng này để làm nền nhà các bác nhá. Thì do là cái đường đi với lại cái lượng đất này ấy là không đổ lấn được, không đổ dạng như kiểu là vừa lấn vừa lấy mặt bằng luôn ấy, thì là vẫn phải có máy san. Thì là máy của mình thì sẽ có một máy ở đây và một máy ở trong đầu trong các bác nhá. Máy của em Hạnh là làm ở phía đầu trong, còn máy của mình là ra ngoài này san ở trong này. Đấy, cái đất này người ta muốn làm là cao nó bằng gần bằng cái mặt dầm bên này. Anh em có thấy cái đường G của cái nhà đấy không? Cái đường đó là sau này nó là cái nền nhà, nó là cái nền ở nhà bên cạnh ấy. Thì là sau này thì mình sẽ tức là sau này mình cái nhà bên này người ta làm, với là người ta sẽ làm bằng đó. Đó, thì bây giờ mình cứ san cho nó tương đối nó gần bằng cái móng này đi. Thì san hết vào những cái chỗ ô ô này nhá các bác nhá. Vâng. Thì là em Huy Idol. Chỗ này lúc nãy có ba cái đổ nó cũng không chưa được vào khít quá cho nên là nó hơi bị lõm một chút ở cái đầu này này. Thì tranh thủ mình sẽ múc vào. Lấy mặt bằng máy mình đứng. Xong sau đó là mình mới lấy mặt bằng coi nhá. Thì nó càng bằng thì lấy nó càng dễ. Huy Idol. Lưu qua để cho nó hơi chặt thôi. Nó bắt đầu là mình mới lấy được cái đường cái mặt bằng đường đi này. Anh em cố gắng là làm cái đường của mình cho nó bằng nhá. Làm cái đường bằng thì san mặt bằng nó mới nhanh được. Bây giờ lại làm nó dốc ra ngoài đường to kia các bác nhá. Này nó hơi thiếu một chút, cho nó thêm một hai cầu nữa. Trong này lúc nãy là nó hơi thấp đi các bác. Gạch cẩn thận nó quẹt vào tường các bác nhá. Dạ. Cái gì cơ? Vâng. Vâng. Không, cháu đang cho nó hạ nó dần xuống mà. Cào bớt cái này xuống để cho nó dốc về đằng ngoài. Cái này thì sau này thì bây giờ thì người ta chưa muốn làm nhà ngay các bác. Nhưng mà sau này thì là tương lai thì sẽ mặt bằng. Vâng. Tương lai thì người ta vẫn cứ làm nhà nên là mình cứ sàn cho nó tương đối. Những cái ô này này thì là mình cứ múc vào để cho xe nó lùi vào đây nó đổ, bởi vì đằng nào nó cũng thiếu mà. Cái mặt bằng của mình là nó thiếu đất. Đấy, cho nên mình phải múc lên, cho nên là mình, cái xe nó càng vào sát thì mình múc được càng được gần các bác. Thì cái bệ máy của mình nó bằng thì mình san nó sẽ nhanh thôi. Thank you.
ớt cái này xuống các bạn nhé. Này nhiều khi là mình san ở cái mặt bằng nó thấp quá, nó bé quá nên là mình sẽ không chưa hình dung ra được hết được cái mặt bằng của nó, cho nên là nhiều khi là nó hay bị lồi lõm. Mình làm nó rộng ra, nó dài ra thì lúc đấy làm nó mới dễ được. Xe khỏe khỏe thì nó mới lùi được vào cái ô này, còn xe của chú anh kia là hơi yếu. Chú anh là chú động cơ nó hơi yếu, đi vào ép vào đến trong này khói nó khói xanh. Dạ vâng, nó có dốc vào đấy đâu, nó có dốc vào đấy đâu giờ. Đây là xe của chú Năng các bác nhá. Vô đi. Các bác nhìn làm đổ nó cách như thế này. Lái xe đấy chứ cái này. Xoay cái máy nó vụn vào đây các bác nhá. Dạ. Vâng. Càng lên nó càng tiến lên rồi, càng ngày nó càng dốc vào rồi. Thì nó thắt xuống, nó vây gạt ở cái đầu ấy làm sao mà nó đã xuống ngay được. Sát cái mép này kia nó có một cái mở rào bên dưới không bác? Nó là sát cái mép vào đây thì nó lên được cao. Hơi dốc xuống là ok đấy. Đây.
bây giờ phải chờ đất về coi nhá. À, một cái đường ở đây để chỉnh cái góc trong. Kể vào cái sở chỗ này nó lên cao này, nhưng mà mình cái đầu này lúc nãy mình có cào rồi bác, là nó đã đưa nó như thế là đã được đâu. Cái này ra cái đứt bạt à, may không đứt. Video này khá là dài rồi, thì cái này thì mình xin làm cái video ngắn đến đây thôi nhá. Thì lát nữa thì mình sẽ làm những cái ô bên này thì mình sẽ quay tiếp. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá.